Tiếp theo ngay sau đây là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Đại diện Trung tâm Giải pháp Dịch vụ Vận tải Hành khách, Công ty Giải pháp Công nghệ FPT, đối tác thực hiện hệ thống bán vé tàu điện tử của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, trong ngày hôm qua 1 tháng 10, đã có hơn 46.000 vé được bán qua mạng. Tuy nhiên, phần lớn hành khách khu vực miền Trung không mua được vé. Nguyên nhân là do số chỗ trên các đoàn tàu thống nhất được ưu tiên bán vé phục vụ hành khách đi xa trước như Sài Gòn đi Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Vinh, sau đó mới đến các ga đi gần. Dự kiến đến khoảng ngày 15 tháng 11 mới bán các chặng còn lại đi đến các tỉnh miền Trung. Thời gian gần đây, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Nam đã liên tiếp phát hiện các tài xế điều khiển xe khách loại 16 chỗ ngồi, không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe giả. Nhiều tài xế khi bị bắt khai nhận họ sử dụng giấy phép lái xe giả được mua với giá 5 triệu đồng. Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Nam cho biết, những giấy phép lái xe được làm giả hết sức tinh vi, mang tên chính chủ để qua mặt cơ quan chức năng. Thực tế có những trường hợp đã sử dụng giấy phép lái xe giả nhiều năm, bị kiểm tra nhiều lần nhưng cơ quan chức năng vẫn không phát hiện được. Hôm qua 1 tháng 10, đại diện Tổng Công ty Đường Cao tốc Việt Nam VC cho biết, sắp tiến hành bù vênh và thảm lớp tạo nhám trên cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình để đạt tốc độ thiết kế 120 km/h. Thời gian thi công chính thức chưa được công bố, tuy nhiên VC khuyến cáo các phương tiện tham gia giao thông trên đường cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình cần chú ý quan sát biển báo hiệu, đèn cảnh báo, giảm tốc độ và tuân theo hướng dẫn của nhân viên điều hành. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã đưa ra dự thảo nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt. Theo Bộ Công an, dự thảo nghị định quy định mức phạt tiền tăng quá cao. Điều này không tương xứng với tính chất mức độ hành vi vi phạm, không phù hợp với mức sống trung bình của người dân. Bộ Công an đề nghị Bộ Giao thông Vận tải rà soát toàn bộ dự thảo nghị định để điều chỉnh mức phạt tiền đối với các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, tránh vượt xe quy định, không chấp hành hiệu lệnh.